Ngày 18 tháng 3, ông Lê Quang Oanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đốp, xác nhận vụ việc ba nữ sinh bị nước cuốn mất tích khi chơi ở hạ nguồn đập thủy điện Cần Đơn. Theo đó, khoảng 15 giờ chiều ngày 17 tháng 3, ba nữ sinh gồm hai em 15 tuổi và một em 16 tuổi cùng rủ nhau đi chơi. Cả ba đi trên hai xe máy đến nhà máy thủy điện Cần Đơn, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Sau đó, ba nữ sinh này đến khu vực lòng sông phía hạ nguồn cửa xả nước thủy điện chơi, chụp hình. Thời điểm này sông cạn, đến khoảng 15 giờ 35 phút, nhà máy thủy điện Cần Đơn tiến hành xả nước theo quy định. Lúc này có người dân thấy ba nữ sinh chơi dưới lòng sông, nhưng sau khi xả nước thì không thấy các em nữa. Tại hiện trường còn để lại hai xe máy, hai nón bảo hiểm và ba áo khoác. Đến sáng ngày 18 tháng 3, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể hai nữ sinh 15 tuổi. Ông Lê Quang Oanh cho biết, việc xả nước của nhà máy thủy điện Cần Đơn đã được thông báo trước. Xả nước là đúng quy trình, nơi các em chơi cách cửa vận hành xả nước khoảng 1 km. Có khả năng các em không nghe được báo động xả lũ khi chạy máy nên không kịp lên bờ. Hiện các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nữ sinh còn lại.